Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Ngưu Tương nói, y phục của huynh bị Thường Nhã Phù động rồi bẩn chết đi được. Ngưu Phẩm Ngôn mỉm cười, thì ra là vậy. Hắn vui vẻ làm theo, được ca ca đều nghe lời muội. Trên xe ngựa hắn ôm cô, vẫn còn tủi thân sao? Ta thì tủi thân cái gì, chẳng qua huynh ôm ấp một nữ nhân khác mà thôi, ta cần phải tủi thân sao? Ngưu Phẩm Ngôn cọ nhẹ mái tóc cô, Tương Nhi, ta xin thề vừa nãy nói đều là thật, tuyệt đối không giấu giếm, đừng tức giận nữa có được không? Ngưu Tương hỏi tiếp, chuyện này huynh không dối, vậy chuyện khác thì sao? Hắn khinh ngạc, chuyện khác? Ta hỏi huynh, hôm đó nô tỳ Thường ra đến tìm huynh, có phải huynh cũng biết muội tới đấy không? Hắn lảnh ánh mắt đi chỗ khác. Còn ngày hôm sau có phải huynh cố ý đến chỗ hẹn để làm muội thấy rồi tức đúng không? Ngưu Phẩm Ngôn mặt không biến sắc, Tương Nhi thật thông minh, đều bị muội phát hiện ra rồi. Hắn hôn cô, Ngưu Tương đỏ mặt mở tròn mắt, huynh không cho phép làm như vậy, huynh nói rõ trước đi đã. Liễu Lục bên ngoài kinh sợ, nói với Hồng Đào, ngươi có cảm thấy tiểu thư và hầu gia quá thân mật không? Hồng Đào ngây thơ, tiểu thư không thân mật với hầu gia chẳng lẽ với ngươi? Liễu Lục đáp lại, vậy cũng không thể ngồi trên người hầu gia suốt như vậy. Hồng Đào đáp, không ngồi lên hầu gia chẳng lẽ ngồi lên ngươi? Liễu Lục lúng túng, không phải ý của ta là, hầu gia sao có thể cả ngày ôm tiểu thư vậy được? Hồng Đào che mặt, hầu gia không ôm tiểu thư chẳng lẽ ôm những người vợ khác? Ai ia, thật đau mắt, cả đời này ta sống lương thiện tại sao luôn phải nhìn thấy cảnh này? Liễu Lục im lặng, thật sự không nên nói với tên ngốc này. Sau 3 ngày tại Tư Hướng Các, hôm nay Thường ra đến lui hôn, huynh không cần ta ra cùng sao? Ngưu Phẩm Ngôn áp, Thường ra đến lui hôn có lão đổ tông là đủ rồi. Ta, hắn ghé sát mặt Ngưu Tương, đương nhiên chỉ muốn muội là nương tử tương lai thôi. Ngưu Tương đỏ mặt, không biết xấu hổ. Ai là nương tử tương lai của huynh? Ngưu Phẩm Ngôn nâng cằm Ngưu Tương, Tương Nhi muội biết không, lúc muội đỏ mặt trông rất đáng yêu, luôn là ta không chịu được, càng muốn nó đỏ hơn một chút. Hắn hôn môi cô, một lúc sau mới chịu buông ra. Ngưu Tương nói nhỏ, huynh làm gì vậy, ở đây còn người khác nữa đấy. Không sao, ở đây là góc, còn có ta che cho muội, sẽ không ai thấy đâu. Tiếng thị vệ gọi, đô thống. Ngưu Tương ngại ngùng, huynh còn không mau cút. Ngưu Phẩm Ngôn cười đắc chí, cô đỏ mặt tía tai đưa tay lau mặt, phù nóng quá. Ngưu Phẩm Ngôn đi ra ngoài, biết rồi ta sẽ lập tức qua đó. Hắn quay lại nói với Tương Nhi, hoàng thượng có chuyện triệu kiến ta, sợ rằng không thể ở cùng muội rồi. Thích thì cứ chọn đi ta trả là được. Không sao, huynh mau đi đi, đừng để lỡ chuyện khác. Trong căn phòng, ngươi nói đây là đồng khí thời đại gì, là thật hay giả? Tên thuộc hạ đáp, điện công tử nô tài kiến thức nông cạn, thật sự không thể biết được, chi bằng nô tài gọi ông chủ đến giúp người xem. Thái tử nói, hắn hy vọng cái đồng lô này được người khác mua, đâu có thể nói thật cho người biết được. Thẩm Diệu Kỳ đứng một góc, cô ta nghĩ thầm, không ngờ thái tử điện hạ cũng ở đây, thật là trời giúp mình rồi. Cô ta vén rèm lên, cái đồng lô này là hàng thật, là đồ vật được cung đình ngự dụng vào thời đại hạ, công tử nếu có ý thì giá của vật này sẽ khoảng 5.000 bạc ròng. Thái tử nhìn lô đồng, ô, đánh giá cao đấy, vật cung đình của đại hạ nếu nghiên cứu hoa văn trang trí thì ví dụ như cái này. Thẩm Diệu Kỳ đắc ý, Thẩm gia là lập nghiệp bằng nghề đào mộ, mình ở Thẩm gia lâu như vậy, giám định đồ cổ, không thể qua mắt được. Dựa vào dung mạo tài nghệ của mình không lấy được chức vị chắc phi còn con này. Ngưu Tương đang trầm tư suy nghĩ, một giọng nói mắng chửi, tạp chủng ngu phủ, đi chết đi. Một quả trứng thối đập ngay đầu cô, một người phụ nữ bước vào chửi bới, Ngưu Phẩm Ngôn giết người bừa bãi, tàn sát trung lương, sớm muộn sẽ chịu báo ứng, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, đồng quy với loại nghịch chủng là ngươi. Bà ta xông đến chỗ Ngưu Tương, Tương Nhi ra lệnh, người đâu, bắt bà điên này lại cho ta. Ngươi chửi ai hả? Đúng là buồn ngủ còn được tặng thêm cái gối. Nếu có thể giải quyết tốt chuyện này, không những có thể bày biện ra bộ dạng nhếch nhác của Ngưu Tương, còn làm tôn lên vẻ nhã nhặn của mình, bộc lộ lên sự tháo vát khéo léo của mình nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Ngưu Diệu Kỳ lên tiếng, công tử, xá muội hình như gặp chút rắc rối, tiểu nữ cần phải đi giúp đỡ, nên xin đi trước một bước. Thấy Ngưu Diệu Kỳ nói vậy, thái tử nghĩ, bản lĩnh của Ngưu Tương ta từng gặp qua rồi, một bà già phát điên đâu có thể làm khó được nàng ta, huống hồ cô với tướng công của người đàn bà điên kia còn là kẻ thù không đội trời chung. Ngưu Diệu Kỳ sang an ủi bà, vị phu nhân đây bình tĩnh chút, ta là tỷ tỷ của Ngưu Tương Ngưu Diệu Kỳ, nếu Ngưu phủ ta có chỗ nào có lỗi với ngươi, ta nguyện ý xin lỗi bồi thường cho ngươi, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, và giải quyết trong riêng tư nhé. Ta phi, Ngưu phủ chẳng là cái thứ gì tốt đẹp cả, vị phu nhân đây, ta thấy vị tiểu thư này ôn nhã như vậy, nhất định có thể làm chủ cho ngươi đòi công đạo. Ông lão bên cạnh cũng nói thêm vào, đúng vậy, không bù lại cho muội muội kia chua ngoa, có nàng ta trong nhà đúng là đen đủi 8 đời. Ngưu Diệu Kỳ mừng thầm, ha, để bộ dạng nhếch nhác cho Ngưu Tương nổi tiếng thật sự dễ như trở bàn tay. Vị phu nhân này theo ta vào trong phòng, chúng ta ngồi nói chuyện từ từ. Tương Nhi cầm theo chiếc dây thừng quật vào tay Ngưu Diệu Kỳ, cút sang một bên, ngươi muốn khán lại ta thì phải có mắt nhìn, giờ ta chẳng có thời gian chơi mấy trò mưu mô tranh giành với ngươi đâu. Bà ta trèo lên đầu ta chính là trèo lên đầu Ngưu phủ, nếu mà ta không giải quyết triệt để, bà ta sẽ nhân cơ hội hắt nước bẩn vào cửa Ngưu phủ, thế chẳng phải là rửa mãi không sạch sao? Còn nữa, nếu bà ta trả thù rồi tự sát, người bên cạnh sẽ nghĩ Ngưu phủ ta giết người diệt khẩu, lúc đấy ca ca sẽ phải chịu tội. Muốn bàn thì bàn, ở đây luôn không riêng tư cái gì hết. Người đâu, áp đàn bà điên đó lên đây. Nghe tiểu cô nương này nói, thật sự có thể có chuyện như vậy, không ngờ người kia làm tỷ tỷ mà không được minh bạch bằng muội muội. Ngưu Diệu Kỳ nhìn sang thái tử, tiêu rồi. Thần sắc thái tử không đúng, hắn cũng sẽ không tin ký do thoái thác này nhỉ. Tương Nhi sang gần bà ta, ngươi là ai? Ngươi có hận thù gì với Ngưu phủ? Ha ha, Ngưu Phẩm giết chồng ta là Từ Mậu, bây giờ ngươi lại hỏi ngược lại ta có thù hằn gì là sao? Từ Mậu, ngươi là thê tử của Từ Mậu, ha ha, ngươi cũng nói ca ca của ta giết người vô tội, hãm giết trung lương, chồng ngươi tên Từ Mậu đó là loại gì của trung lương vậy? Thành Khanh năm thứ 9, Từ Mậu đạp thanh đến vùng thôn quê ngoại thành, nhìn chúng phải mộ nữ tử nhà nông còn cưỡng hiếp nàng ta, vì để che lấp mọi chuyện hắn đã giết cả nhà 7 mạng người để diệt khẩu. Thành Khang năm thứ 11, Từ Mậu tham ô 10 vạn lượng quân hưởng, dẫn đến binh sĩ 6 đường không có tiền, không có quần áo bông để trải qua mùa đông, chết hơn vạn người. Tháng tức hắn còn xui khiến muội muội của mình dùng cổ thuật để hãm hại Thái tử Phi và Hoàng Tôn, loại xúc sinh như hắn mà ngươi còn dám dùng 2 từ trung lương để hình dung? Không, tướng công của ta không phải là loại người đấy, gặp được cặn bã thì không lo, nhưng ôm cặn bã làm bảo vật thì không đúng đâu. Tương Nhi giơ cánh tay lên, các vị, ca ca ta quả thực có giết người, nhưng huynh ấy chưa từng giết một người vô tội, cũng chưa từng hại chết trung lương, ta Ngưu Tương ở đây, nếu ai cảm thấy ca ca ta ra tay sửa án không công bằng thì có thể lấy trứng gà đập vào người ta, mạnh càng tốt, ta sẽ ngồi đây tiếp các ngươi, đây ai dám đập chứ? Ngưu Phẩm Ngôn cũng là tôn theo chỉ để giết người, hoàng thượng nói người đó có tội, ai dám nói từ nào nữa chứ? Đúng vậy, hôm nay nếu mà đập thì sẽ khiến cho hoàng thượng tức giận, thì sau này không biết phải làm sao. Tương Nhi, bất luận người bên cạnh có trách móc ta thế nào, muội mãi mãi vẫn một lòng với ta, ta thật sự không biết đối đáp muội thế nào đây. Thẩm Nguyên Kỳ thầm nghĩ, muội muội từng sủng ái hết mức lại muốn hủy hoại con đường làm quan của ta, mà muội muội ruột ngay cả sự tồn tại của ta muội ấy đều không biết, đây là mệnh sao? Ha ha ha, Tương Nhi tuy không lương thiện, nhưng phong thái trí thức thì nhiều hơn so với người thường, một cái miệng lém lỉnh còn hơn cả ngàn quân vạn mã. Dịch Phong, có muội muội như vậy, ngươi phải trân quý đấy. Khởi bẩm bệ, gọi ta là Hoàng lão gia là được rồi. Tương Nhi giải quyết chuyện này khá tốt, chúng ta xuống lầu đi kết luận đi. Tương Nhi ra lệnh, người đâu? Đưa Hoàng Ngưu Tương thăm kiến Hoàng lão gia. Hoàng lão gia cũng đến mua thủy ngân kính, chính xác, mua 2 cái cho tiểu Cửu Nhi với thê chính. Tương Nhi cũng thích sao? Nếu nói thích thì lão gia sẽ mua cho ngươi 1 cái. Trưởng lão đãi ta một món quà nhưng Tương Nhi lại không trân trọng rồi. Nha đầu nhà ngươi trông thật sáng sủa thất đấy, tóc sao lại thành như vậy rồi? Mau theo ca ca người vào sau viện rửa sạch đi, ở đây cứ giao cho ta. Hoàng lão gia, vậy ta đi xá muội xuống đây. Đi đi, Ngưu đô thống quả nhiên yêu muội muội như sinh mạng như lời đồn, nhưng đây rõ ràng là muội muội của ta, nhưng mà lại bị bọn Ngưu phủ ôm nhầm đi mất, còn để lại trổi thần họa tinh Ngưu Diệu Kỳ nữa chứ, nhẽ ra mà nói nhà Ngưu mắc nợ nhà Thẩm mới đúng. Đau không? Hai người kia đang ngồi cùng nhau, không sao, chẳng qua bị trứng đập vào mà thôi. Đau cái xử? Đau, vừa nãy nói không đau, đồ lừa gạt, cục u này phải xoa dịu ngay mới được, nếu không sẽ dừng vài ngày nữa mới hết. Tiểu thư, nước đã chuẩn bị rồi, ta đến gội đầu cho người. Đào Hồng bước vào, trên tay bê chậu nước, để đấy đi, ta sẽ gội đầu cho Tương Nhi. Ca huynh từ khi nào biết gội đầu cho người ta vậy? Muội không biết sao? Đương nhiên là sau khi gặp muội rồi. Đáng ghét, tên nam nhân này sau khi yêu cứ như vậy sao? Tại sao còn biết thả thính nữa chứ? Phẩm Ngôn gội đầu cho Tương Nhi. Đợi đã, mình đỏ mặt gì chứ? Rõ ràng chỉ là một câu nói thả thính mình thôi, mình không cần mặt mũi nữa sao? Nếu gội đầu cho người ta không tốt, xem ta sao chê cười huynh. Nếu gội xong rồi, Tương Nhi có khen thưởng gì không? Sao huynh biết ta nghĩ gì? Lẽ nào ta có nói ra sao? Cái này cần nói sao? Tiểu Cửu Cửu trong lòng muội ta còn không biết, vì vậy có khen thưởng không đó? Khen thưởng mà, vậy thì phải xem biểu hiện của huynh rồi, tay nghề của hầu gia cũng được, bổn hương quân nhất định sẽ thưởng cho huynh. Ồ, nếu là thưởng bình thường thì bổn hầu không có nhận đâu. Vậy sao? Qua đây, cúi đầu xuống chút, nắm lấy đuôi tóc, ôm lấy đầu rồi hôn Phẩm Ngôn. Phần thưởng này hầu gia vừa ý rồi chứ? Vừa ý thì vừa ý, nhưng mà hình như hơi ngắn, thêm lần nữa đi. Ế, đừng có làm ướt quần áo của ta. Ngưu Diệu Kỳ đứng nhìn hoàng thượng xử vụ án, ngươi đối với người xử án thù hận như vậy, vậy chẳng phải đối với người hạ lệnh còn hận đến xương tủy, xem ra không nên khoan dung cho tàn dư của Từ thị ngươi. Người đâu, đưa bà ta xuống, lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, đó là hoàng thượng cải trang vi hành vậy mà còn đem theo hắn, chắc chắn có đãi ngộ rất tốt. Ngưu Diệu Kỳ nhìn Thẩm Nguyên Kỳ, nàng ấy chạy ra, ca ca, chuyện trước đây ta sai rồi, ca ca giờ đã như diều gặp gió, có thể coi trọng tình huynh muội chúng ta mà không nói ra thân thế của ta được không? Nói thật với huynh, muội ở Ngưu gia cũng không tốt đẹp gì, lão thái thái với Ngưu Phẩm Ngôn trong mắt chỉ có Ngưu Tương, còn ta thì bị coi như người ngoài, vẫn là cha nương với ca ca là đối xử tốt nhất với ta, biết sớm vậy ta đã không về Ngưu phủ, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đừng, ngươi vẫn nên trung thành ở Ngưu gia đi, ngươi hãm hại Thẩm gia ta vẫn chưa đủ sao? Sao ta lại thành họa được chứ? Ta đường đường là đích nữ hầu phủ bị các ngươi ôm nhầm thành thương gia nữ, mười mấy năm nay cốt nhục phân ly, huynh lương thiện như vậy, rốt cuộc là ai hãm hại ai? Năm đó là hầu phủ ngươi chuẩn bị bà vú, vì để phòng ngươi chết đói mới hỏi bà vú của Thẩm gia ta cho uống mấy ngụm sữa, cũng là lúc đây hầu phủ của ngươi ôm nhầm muội muội của ta đi. Muội muội đáng yêu trọng tình trọng nghĩa bị đổi thành một tên độc ác lương tâm trí tha nhà ngươi, Thẩm gia ta có sai chỗ nào? Nếu không có ngươi, Thẩm gia ta sao có thể đến mức nhà tan cửa nát. Ngươi không được, bây giờ hắn ở trong mắt hoàng thượng không còn như xưa nữa, không thể đá chọi đá. Tuy không phải là Thẩm gia sai, nhưng các ngươi nếu đã phát hiện ra chân tướng thì nên sớm trả ta về hầu phủ, mà không phải đưa ta giấu kín suốt mười mấy năm. Cho dù Ngu gia với Thẩm gia ai đúng ai sai, chung quy ta là người vô tội, là người chịu mất mát lớn nhất. Bây giờ ta ở Ngu gia sống chật vật, huynh giờ không nhận ta cũng đừng làm khó ta. Dù sao Thẩm gia mắc nợ ta mười mấy năm cần phải trả. Đáng, Ngưu Diệu Kỳ à Ngưu Diệu Kỳ, mặt ngươi dày như vậy, thật đúng là thiên hạ hiếm có. Bồi thường nợ của Thẩm gia với ngươi, ngươi hại Thẩm gia tán gia bại sản, hại cha nương của ta chết oan. Nợ của Thẩm gia với ngươi vốn đã hết sạch rồi, Thẩm Nguyên Kỳ ta không nợ ngươi cái gì nữa. Ca ca huynh có thể vì tình cảm huynh muội mười mấy năm mà giúp ta một lần được không? Ngưu Diệu Kỳ đuổi theo Thẩm Nguyên Kỳ khi cậu ấy quay đi, rồi nàng ấy kéo ấy y phục chàng. Từ nay về sau chúng ta đường ai thì người đó đi, sống chết không màng có được không? Ta có thể không nhận ngươi, chỉ có một điều, ngươi không thể ra ta với Tương Nhi. Nếu để ta biết ngươi gây bất lợi cho muội ấy, ta nhất định sẽ khiến ngươi mất hết. Ca ca huynh cũng xem thường ta quá rồi, ta sao có thể ra tay với Ngưu Tương được? Chuyện hôm nay huynh cũng thấy rồi, miệng lợi hại như vậy, ta sao mà đối phó được? Tại sao? Ngưu Tương rốt cuộc có điểm gì tốt? Tại sao tất cả mọi người đều coi trọng nàng ta? Ngươi không đụng vào muội ấy, thì muội ấy không đụng vào, muội ấy không giống ngươi, không có tâm địa độc ác như ngươi. Ta tâm địa độc ác, vậy cũng không bằng các ngươi đối xử với ta ác độc. Ngươi không phải bảo ta không gây bất lợi cho Ngưu Tương sao? Ta giờ không bất lợi với nàng ta, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ dẫm đạp các ngươi xuống chân. Liễu Lục và Đào Hồng ngồi cùng nhau, đó là tiểu thư nhà chúng ta giỏi giang như vậy, đương nhiên ai cũng muốn đến kết nhận làm quen. Tiểu thư, An Quốc công phu nhân mời người sau 5 ngày đến tham dự bách nhật yến của phu nhân, người có đi không? Không đi, chuẩn bị quà lễ qua đó, lễ tiết chu đáo là được rồi. Vâng. Chậc, Kính Thủy Ngân tốt đấy, phản chiếu người đẹp thật, người nói người, sao có thể đẹp như vậy, làm bao người mê chết, đáng yêu như vậy, quả thật khiến người ta dao động. Cuộc đời sống 170 tuổi là chuyện hiếm, ngoài 10 năm là trẻ con thêm 10 năm kết hôn và già đi, nhân sinh bách tuế, thất thập hy thiểu, cách trừ thập niên hài đồng tiểu, hưu thập niên, hôn lão, tử tế tư lượng, hảo truy hoan, cập tảo ngộ tiểu truy bằng tiếu ngạo, nhâm ngọc sơn thôi đảo, suy nghĩ kỹ lại, nên đuổi theo chú vui sớm hơn, uống rượu cười rộn rã, ngắm nhâm ngọc sơn bị phá vỡ, say xưa lại say xưa, cuộc đời giống như sương rủ trên hương cỏ, hạnh phúc mới đến. Có rượu như thằng, ca hát vui cười đến ngàn thu, thật đẹp, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ vậy. Khụ khụ, tiểu thư hầu ra ở đây, ca ca huynh hạ chiều rồi, mau đến giúp muội vẽ mày đi. Hôm nay chuẩn bị đi đâu? Hôm nay phu nhân của Phạm tướng quân có sinh thần nên mời muội qua đó, muội muốn lôi kéo Phạm tướng quân thân cận với huynh, tránh được cái gì thì hay cái đấy. Ca ca, hôm nay muội chỉ ở trong nội viện, không đi đâu cả, cũng không gặp nam nhân khác, huynh không được lại tháo lớp trang điểm mà ta không dễ gì mới vẽ được. Ca ca trong mắt muội là tên nhỏ nhen như vậy sao? Không phải mà. Ừ, ta nhỏ nhen, sao có thể chứ, ca ca ta nghiêm nghị, khí thế oai hùng, dũng cảm vô song, vượt trội hào phóng nhất, khen người khác không chú tâm, đáng phạt. Ây, ca lại gõ vào đầu ta, chúng ta lớn lên thật giống nhau. Lẽ nào chính là tướng phu thê trong truyền thuyết? Tướng phu thê, Tương Nhi đây là đồng ý gả cho ta rồi, huynh theo đuổi người ta chưa được mấy ngày, đã muốn lấy về rồi. Mơ đẹp đấy, nào, giúp muội tô son đi, trước mặt Tương Nhi sức lực của ta đều mất hết, muội ấy cần phải ra ngoài tham dự yến hội, không nên năn qua năn lại với muội ấy, đừng động. Tương Nhi cắn tay, như vậy là sạch rồi. Tương Nhi, muội biết hậu quả làm như vậy là, ai ra, đột nhiên nhớ đến phải đi nhanh thôi. Đào Hồng, Liễu Lục, mau đẩy ta đến trước viện, hôm nay bỏ qua cho nàng ấy. Tương Nhi ra ngoài, vẫn may ta vẫn chạy kịp, nếu không lại bị huynh ấy làm chi thiếu khí mất. Có tiếng người nói, tẩu tử chưa qua cửa đã xém chút bị Ngưu Tương làm cho thắt cổ tự tử, nàng ta còn có chuyện gì không làm được? Đúng vậy, Phù Nhi tiểu cơ thể yếu đuối, sợ là bị ăn sạch không còn gì, hay lắm Thường Nhã Phù, rút hôn còn lấy ta làm sỏi đá dẫm đạp. Ngươi hay lắm. Phù Nhi tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tương Nhi chuyện đó thực sự phải xin lỗi chứ. Tương Nhi lấy dây thừng ra, nói rõ ra, ta xin lỗi nàng ở điểm nào? Tương Nhi sang, nói ra ta xin lỗi nàng ta ở điểm nào? Diệu Kỳ, ngươi với Ngưu Tương cùng mẹ sinh ra, vì sao ngươi thấu tình đạt lý? Dịu dàng ôn hòa, nhưng Ngưu Tương lại kiêu ngoa độc đoán, tính cách trái ngược thất thường. Đúng vậy, Ngưu lão thái quân còn nói ngươi thiếu giáo dục. Ta thấy mắt nàng ta bị hoa rồi. Tần Phương nói với vẻ mặt căng thẳng, Ngưu Tương, ngươi hại Phù Nhi vẫn chưa đủ sao? Con người làm gì trời thấy, ngươi sẽ bị báo ứng, ở đây không hoan nghênh ngươi, mau cút đi. Thường Nhã Phù ở bên cạnh đỡ tay cô, bỏ đi, nàng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta đi thôi. Tại sao phải đi? Sao ngươi lại sợ nàng ta? Càng sợ nàng ta càng trèo lên đầu thôi. Tương Nhi vẫn cầm trên tay dây thừng nhưng mặt lại vẻ đắc ý. Thương Nhã Phù, chuyện ngươi làm với ca ca ta không muốn nói ra, nhưng ngươi cứ làm khó ta thì đừng trách ta vô tình. Ngưu Tương, làm ngươi phải chừa cho người khác sống với, đừng có mà ép quá. Dô, xấu hổ hóa giận sao? Ta vẫn chưa nói chuyện gì đâu đấy. Ngươi yên tâm, nếu ngươi còn dám trèo đầu ta đại tiện thì ta sẽ cho ngươi một hồi ức khó quên đấy. Bỏ đi, hôm nay là sinh thần của Phạm phu nhân, chúng ta không nên làm những điều không lành. Đi thôi, mắt không thấy thì không tranh, nhiều người như vậy là lúc bôi nhọ danh tiếng của nàng ta. Ngưu Diệu Kỳ nghĩ, Ngưu Tương, Phù Nhi tỷ tỷ chủ động rút hôn không đủ sao? Vì sao ngươi còn ép người như vậy? Bị hủy hoại danh tiếng là ta, bị ép cũng là ta, các ngươi thấy danh tiếng của ta vốn không tốt, cho nên có ý bôi nhọ tiếp đúng không? Tương Nhi lấy dây thừng ra thắt cổ Ngưu Diệu Kỳ, kéo phát, thật là để người ta thất vọng rồi. Có những tiếng xì xào xung quanh, trước mặt nhiều người như vậy, Ngưu Tương lại dám làm vậy với tỷ tỷ, sớm nghe đồn nàng ta là tai tinh, giờ nhìn tận mắt quả là danh bất hư truyền, tiểu cô nương lợi hại như vậy, đâu nhà nào dám lấy nàng ta nữa. A Ngưu Tương, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Nên hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng. Hôm nay ngươi chủ động đi an ủi Thường Nhã Phù chính là vì lời đồn đại của nàng ta nhỉ? Đau. Tương Nhi véo má bóp cổ nàng, lão tổ tông vẫn chưa tỉnh thần, đợi ngươi nghĩ xong rồi, chắc chắn sẽ muốn ta chuyển nơi cho tân tẩu. Ngưu Diệu Kỳ, ngươi nhìn ta sống thoải mái là không được sao? Ta đâu khiêu khích ngươi chỗ nào, sợ ra mặt bị nàng ta làm hỏng, nếu để lại sẹo thì Thái Tử Phi cũng không còn nữa. Trời đất, Ngưu Tương cũng ác độc quá, sau này cẩn thận đừng khiêu khích nàng ta. Đúng vậy, đây đâu phải là tiểu thư khuê các, rõ ràng hung dữ hơn cả cường đạo, còn ác hơn so với ác quỷ. Ta sai rồi, cầu xin ngươi mau thả tay ra đi, ta xin thề, sau này ta nhất định sẽ thành thật, gặp ngươi sẽ thu mình lại. Ngươi thả ta ra đi. A, bỏ đi, hôm nay là sinh thần của Phạm phu nhân, ta để lại cho ngươi mấy phần mặt mũi, nếu ngươi mà làm được như lời nói thì ta cũng chẳng động ngươi làm gì. Đào Hồng, Liễu Lục, chúng ta đi. Vâng. Hai, Ngưu Diệu Kỳ cũng đang thương quá, rời xa nhà 14 năm không nói, trở về còn bị Ngưu Tương sỉ nhục. Đúng vậy, thật sự không biết nàng ta sao chịu đựng đây. Ngưu Tương, ngươi đợi đấy cho ta. Nương, nếu Ngưu Tương nói ra chân tướng rút hôn của con thì làm sao đây? Con không dễ gì mới định lại được với chuyện hôn sự của thừa đích thứ tử, không thể hỏng được nữa. Thường Nhã Phù tâm sự với mẹ trên chiếc xe kéo, hoảng cái gì, khóc lóc thành bộ dạng gì rồi? Chuyện ngày đó ta sớm đã phong tỏa hết rồi, không có mấy ai biết, huống hồ Ngưu Tương tiếng xấu truyền xa, nếu nói ra thì ai tin nàng? Đúng vậy, Ngưu Tương đó miệng cũng lợi hại thật, nhưng mà thật sự nói ra cái gì, sợ rằng người không có ai tin. Nương, người thật lợi hại, Ngưu gia ai cũng sủng nàng ta, đưa nàng ta sủng tận trời, đợi sau này lúc Ngưu Phẩm Ngôn không có thê tử, bọn họ sẽ hối hận thôi. Đúng lúc Ngưu Phẩm Ngôn năm nay đã 22 tuổi rồi, bên cạnh không có người làm ấm giường, để ta xem hắn chịu đựng được bao lâu. Nữ nhân với muội muội hắn sẽ chọn ai đây? Dù hắn chọn ai, nhưng thể nào cũng có một trận chim bay chó nhảy thôi, chúng ta chỉ cần ngồi xem là được. Tiểu thư, Tịnh Quốc Công không mở cửa, làm sao đây? Không gặp càng tốt. Tiểu thư, người muốn đập nó trước cửa đi, đập xong thì đập những cái này, không cần tiếc, đập hết cho ta. He he, ta thích công việc này. Tiểu thư, vậy ta đập đây, đập một cái thưởng 1 lượng bạc, đập cho ta. Vâng. Tiếng choang choang, mau đi bảo Long Lân vệ tìm hầu ra đến đây, nói tiểu thư lại gây chuyện rồi, nói là đang ở Tịnh Quốc Công. Liễu Lục nói với tên hầu, làm gì, sợ hả? Ngươi ngốc à, ở đây nhiều người hỗn tạp, nếu chẳng may làm tiểu thư bị thương, chúng ta toàn bộ sẽ bị hầu ra chém chết đấy. Cũng có lý, đi đây đi đây. Thường Nhã Phù, ngươi nghe rõ cho ta, hành động sai trái của ngươi để bị rút hôn, đừng đổ tội cho ta. Cái thói quen của ngươi không động được thì cởi áo phải mau chữa trị đi. Hoàng xoa điểm ở trên ngực trái ta nhìn mà muốn đuôi mắt rồi. Cởi y phục, lẽ nào Thường nhị tiểu thư sắc dục không thành mới bị rút hôn? Ngươi đừng nghe nàng ta nói vớ vẩn, Vĩnh Lạc hầu phủ với Tịnh Quốc Công quan hệ không tốt, nói không chừng Ngưu Tam tiểu thư là bôi nhọ danh tiếng của Tịnh Quốc Công phủ. Nhưng nếu nhìn không thuận mắt, sao ngay cả nốt ruồi cũng biết rõ vậy? Lại là Ngưu Tương, bây giờ không có ai tin, ta ở trong kinh thành không ngẩng đầu nổi mất. Xa ngựa của Thường gia, ha, không ngờ cũng ở đây. Thường Nhã Phù, hôm nay ta ở đây vì tích đức nên không nói chuyện gốc của ngươi, ngươi nghe được rồi, nếu chẳng may treo cổ chết thì cũng không phải do ta mắng, mà là do bản thân ngươi không còn mặt mũi để gặp người ta. Thì ra Thường gia nhị tiểu thư ở đây, sao không ra giải thích rõ ràng, còn phải nói sao? Chắc chắn không có mặt mũi mà ra rồi. Ngưu Tam tiểu thư miệng cũng lợi hại quá, chửi mấy câu mà khiến người ta hận không thể chết đi, mấy câu làm chặn đường sống người ta phải tìm đến chết, không phải chứ? Nếu như ngươi nói, sau này thà đắc tội với Ngô đô thống cũng không nên đắc tội với Ngưu Tam tiểu thư, không cho phép ngươi nói xấu tỷ tỷ. Tiện nhân, ta giết ngươi. Thường Kỳ cầm kiếm tấn công Tương Nhi. Tiện nhân, ta giết ngươi. Tương Nhi, Phẩm Ngôn đỡ lấy nàng. Tương Nhi, muội không sao chứ? Không sao ca ca, muội vẫn ổn, vừa nãy suýt bị ám sát còn nói vẫn ổn. Ở yên trong xe ngựa cho ta, đợi lúc nữa về ta sẽ tính sổ với muội. Hí, ta biết rồi, Thường Kỳ bị bắt, các ngươi thả con trai ta ra. Ngưu đô thống, ngươi quá quát lắm, vậy mà ra tay với một đứa trẻ. Quốc Công gia cũng vậy thôi, thả con trai âm thầm hành động bất lương với muội muội ta, thủ đoạn lăng trì của ta chắc Quốc Công gia sớm đã nghe nói rồi. Tổng cộng là 3600 dao, một dao không thiếu. Ca ca, huynh nói gì với Tịnh Quốc Công vậy? Muội thấy hắn trông rất sợ hãi. Không có gì, chỉ là hắn với công bộ thị lang có vài phong thư rơi vào tay ta thôi, chuyện này dù lớn hay nhỏ thì phải xem ta tâm tình thế nào. Vậy tâm tình của huynh có tốt không? Muội hỏi ta tâm tình có tốt không? Muội biết không, lúc ấy tên Thường Kỳ đó dùng kiếm ám sát muội, ta có rất nhiều sợ hãi, ta đang nghĩ nếu ta đến chậm một bước thì muội không đâu ca ca, trong tay ta còn có roi đấy, tự mình sẽ thoát thân được thôi, huynh đừng nghĩ linh tinh nữa. Nhưng mọi chuyện luôn có nhỡ nhàng. Tương Nhi, ta không chịu nổi được cái nhỡ nhàng này. Hai người ôm lấy nhau. Một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy mà làm huynh ấy thành như vậy. Hai người hôn nhau, ca ca chuyện của tương lai không ai biết cả, nhưng mà chúng ta còn có hiện tại. Không sao cả, Tương Nhi nói đúng, là ca ca ngủ nhiều rồi, nhưng mà sau này đến cửa nhà người ta gây chuyện thì phải nói với ta một tiếng, hiểu không hả? Biết rồi, lần sau nhất định sẽ nói trước mà. Thì ra cảm giác bị người ta véo má thật sự không dễ chịu gì. Còn nữa, trước cập kê muội đều phải ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, không được đi đâu hết, đều nghe theo ca ca. Mấy ngày sau, Thường gia nhị tiểu thư tốt xấu gì cũng là tiểu thư thế gia, không ngờ lại làm ra mấy chuyện hà tiện như vậy. Đúng vậy, nghe nói sau này nàng ta không dễ gì mà thành thân được, bởi vì chuyện này lại bị rút hôn rồi. Chậc, nếu mà là ta thì ta cũng chẳng có mặt mũi ở kinh thành nữa, cho nên trước mấy ngày đưa về quê. Đám cung nữ đang bàn tán thì Tương Nhi tới. Tham Kiếm Tam tiểu thư, chuyện nên làm thì mau đi làm đi. Vâng, cũng không biết nhị tiểu thư sao quản nhà được đây, để hạ nhân đi lại lung tung. Nàng ta quản nhà sao thì kệ nàng ta, không gây phiền cho chúng ta là được. Đi thôi, mẫu thân, Kỳ Nhi sắp đến lễ cập kê rồi. Con muốn làm long trọng một chút. Lão thái thái ngồi trên, ngươi muốn làm long trọng thế nào? Khách chính, người quen, người bị bài trừ với phụ tùng, ngươi có thể mời được ai? Nói cho ta xem nào. Đây, thật là vô dụng, ở kinh thành nhiều năm như vậy mà không có một mối quan hệ sâu rộng gì cả. Tương Nhi tới cửa. Lão tổ tông, à dô, Tương Nhi đến rồi. Lão tổ tông, đây là danh sách khách mời với quy trình lễ cập kê của con. Con chân tay không tiện, muốn làm đơn giản chút thì có thể năn qua năn lại với mọi người, không biết còn gì thiếu sót, xin người giúp con. Vậy mà Thái tử Phi lại là chính khách sao? Được, Ngưu Diệu Kỳ ngồi bên, nàng ta là cái thá gì mà mời được Thái tử Phi, nhưng mà nếu ta với nàng ta cùng tổ chức lễ cập kê một ngày, ai mà biết được Thái tử Phi là chính khách của ta hay của nàng ta. Lão thái thái nhìn danh sách, để cửu công chúa làm nghi trượng cho con có phải hơi vô lý không? Đến lúc đó phải ngồi quỳ một tiếng, sợ nàng ta không chịu được. Không phải là con bảo nàng ta đến đâu, là nàng ấy muốn nghi trượng, còn không phải muốn đến chơi vui sao? Ta thấy không tệ, cứ dựa theo cái này mà làm đi. Vĩnh Lạc hầu phủ của chúng ta không thể so với nhà khác, làm thì phải long trọng mới được. Ngưu Diệu Kỳ giật lấy danh sách từ tay Tương Nhi. Muội muội yên tâm, giờ ta là quản gia mà lại cùng lễ cập kê với muội, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đảm bảo muội vừa ý. Từng nghe qua ăn uống, nhưng chưa nghe qua cập kê, nói cũng không thể nói như vậy. Đây là lễ cập kê cả đời mới một lần, nếu tỷ làm hỏng thì ta sẽ lột da của tỷ đấy. Lão thái thái, bỏ đi, ngươi muốn làm thì làm, cả đời có một cái lễ cập kê thôi, nếu bị hỏng thì người chịu tội cũng là ngươi. Kỳ Nhi biết rồi, ngày lễ cập kê. Tương Nhi đang ngồi trước gương, màu này cũng không được. Tiểu thư, thử cái màu cam đi, bên trong còn có chút đường mạch nha, rất ngọt đó. Kem dưỡng với son môi làm theo cách cổ xưa thật sự không tệ, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, dùng trực tiếp không có vấn đề gì. Tương Nhi, ca ca, đây là chuẩn bị cho lễ cập kê của muội, muội xem có thích không? Oa, một chiếc lọ sáp, thích không? Tất nhiên là rất thích rồi, thơm quá. Tương Nhi đã xem qua rồi, các ngươi đưa cho lão tổ tông đi. Vâng, Tương Nhi cuối cùng cũng trưởng thành rồi, chỉ qua thêm một sinh nhật thôi mà. Ca ca vì sao mà vui như vậy? Dựa theo pháp luật triều ta, nữ tử 15 tuổi có thể gả chồng rồi. Tương Nhi, muội nói làm ta rất vui, nghĩ gì vậy? Luật pháp nói là nữ tử tròn 15 tuổi thì có thể gả, ta phải gả. Tương Nhi, muội luôn không nguyện ý gả cho ta, là vì sợ gì vậy? Sợ gì chứ? Sao ta phải sợ? Ta sợ muội sẽ thay lòng, muội sẽ lừa dối ta. Ta sợ sau này phải tranh sủng cùng thị thiếp khác, ta sợ, ta không có. Tương Nhi đừng sợ, Tương Nhi còn nhớ ca ca hồi trẻ bị vu khống giết người rồi nhốt vào đại lao không? Năm đó ta vừa tròn 13 tuổi, vẫn là một tên nhóc chưa hiểu sự đời, ta có kết giao một tên gọi là bạn tốt đưa ta đi tham gia văn hội, thực chất là nơi đó là Thanh Lâu Sở Quán. Vừa vào không lâu ta liền mới đi nhận thức, đây là đâu, đợi đến khi ta tỉnh lại thì thấy một kỹ nữ bị bệnh giang mai đang chuẩn bị cởi dây đai của ta. Cút, ta đạp cô ấy, ta đến bây giờ vẫn có thể ngửi được cái mùi đậu phụ thối đó trên người nàng ta. Nàng ta bị bệnh giang mai, chiêu này thật độc ác, không những để ca ca nhiễm bệnh bẩn không thể chữa khỏi, còn hủy hoại danh tiếng một đời của huynh ấy. Nếu thật sự thành công, nếu bị như vậy thì ta không bị nữ nhân nào đến gần nữa, đương nhiên trừ muội với lão tổ tông ra. Tương Nhi, ta thật có phúc khi có muội làm muội muội của ta, nhưng muội lại không phải là muội muội của ta, chẳng lẽ như vậy ta sẽ không động tâm tới muội? Nếu không trừ muội ra, ta sẽ không tiếp nhận nữ nhân nào khác. Tương Nhi, tin ta được không? Phẩm Ngôn ôm eo Tương Nhi, hai người thật tình tứ. Nàng hỏi, vậy huynh thích ta từ khi nào? Bên ngoài vang tiếng chi chi cha cha, chàng nhắm mắt mỉm cười đáp, ta cũng không biết, chỉ là một ngày nào đó lúc ta ôm nàng, ta đột nhiên phát hiện ta đã không nỡ từ bỏ nàng rồi. Chàng nhớ lại hình ảnh chàng và Tương Nhi đã ôm nhau cũng như lúc này, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc của Tương Nhi dành cho chàng khi nàng nghe được điều ấy. Một cơn gió nhẹ thoáng qua từ cửa sổ, nàng hạnh phúc đến mức rơi nước mắt, tay khẽ chùi đi. Ta trồng hoa mấy năm nay biết chúng không chỉ cần sự chăm sóc tỉ mỉ mà còn cần đất phù hợp. Được thôi, cái cây chân quý này của ta đã ăn sâu vào trong hố có huynh rồi, ta nhất định sẽ tưới nước bón phân đúng giờ. Ánh mắt Phẩm Ngôn thật ma mị tiến đến sát nàng hơn. Tưới nước thế nào, bón phân thế nào? Nàng chỉ tay lên miệng mình, uống ở đây. Ngay tức khắc Phẩm Ngôn lao đến nàng, nhẹ nhàng đặt bờ môi của mình lên đôi môi mềm mại của Tương Nhi. Hai người ngại ngùng đỏ mặt, nhìn nhau đắm đuối. Chàng nói, Tương Nhi dụng tâm, sớm biết ca ca muốn hôn nàng cho nên đã bôi kẹo mạch nha lên môi rồi sao? Nàng mỉm cười thừa nhận, đúng vậy, sau này nếu huynh phản bội ta trăng hoa gạo nguyệt bên ngoài, ta sẽ cho thạch tín vào miệng huynh, cho ta một hôn hai mạng, chúng ta cùng chết. Phẩm Ngôn đặt nụ hôn của mình lên ngực nàng. Tương Nhi, muội thật ngọt, nếu như độc từ miếng của muội thì chắc chắn cũng sẽ rất ngọt ngào. Tương Nhi bất giác kêu lên a, đủ rồi ca ca. Tương Nhi ngồi nhìn mình trước gương im lặng một lúc, nàng đặt tên lên ngực nhìn thấy những vết hôn mà nói to trách cứ chàng, đều tại huynh. Bảo huynh dừng lại huynh không dừng, làm thành thế này, bảo ta làm sao tham gia lễ cập kê đây? Chàng gian xảo cười vui tít mắt. Nếu như có người hỏi, thì nói bị mũi cắn đi. Mới dứt câu, nàng cho Phẩm Ngôn ngay một đấm. Huynh coi người khác mù sao? Không phân biệt được dấu hôn với đốt mũi cắn sao? Phẩm Ngôn cầm lên cây bút, được, đều là lỗi của ca ca. Lúc nãy khó kiểm soát, bây giờ có thể cho ca ca cơ hội bù đắp nha. Bù đắp thế nào? Ca ca tự có diệu kế. Chàng bế Tương Nhi trên tay đi dọc trên lối đi đường lát bằng đá. Ca ca, huynh học được chiêu này từ lúc nào vậy? Chàng cầm kính cho nàng soi hỏi. Tích không, nhìn thấy họa tiết bông hoa được Phẩm Ngôn vẽ lên thật tinh xảo, nàng đáp như vậy sẽ không nhìn ra cái gì, còn có phong cách riêng. Đợi chút, lá năm nay rơi có phải nhiều quá rồi không? Hạ nhân vậy mà lại quên quét dọn. Ca ca, huynh phái người hỏi xem ai là người phụ trách dọn dẹp con đường này. Khách quan đều đã ở trước cửa, hầu phủ chúng ta lại chưa dọn xong một con đường này, còn ra thể thống gì nữa? Chàng thơm lên má Tương Nhi. Yên tâm, muội cứ chuẩn bị tốt lễ cập kê của muội đi, chuyện nhỏ này giao cho huynh là được. Tiếng của người hầu phủ vang lên lần lượt từ người này đến người khác. Nhị tiểu thư, nguyên liệu của phòng bếp không đủ, thiếu vài giỏ. Nhị tiểu thư, nhà kho không biết sao cũng thiếu mấy trăm chiếc chén. Nhị tiểu thư, lúc này ta đi qua sân khấu, phát hiện hình như cây cột có chút lỏng, tức giận nàng đập chiếc lược lên bàn mạnh đến mức gãy làm hai. Đủ rồi, này cũng phải hỏi, kia cũng phải hỏi, chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được. Hầu phủ còn cần các ngươi có tác dụng gì? Cút! Ba người hầu liền sợ hãi. Vâng. Anh chàng hầu phủ kia rón rén gọi. Nhị tiểu thư, cô liếc nhìn, không phải ta nói cút sao? Nhị tiểu thư, hầu gia nói con đường nhỏ phía tây còn chưa được dọn. Còn nói, nàng quát lớn. Còn nói cái gì? Anh chàng ủy khuất cắn bàn tay run bần bật. Còn nói, nếu như người làm hỏng lễ cập kê của Tam tiểu thư, ngài ấy có cách để thu dọn người, còn không mau tìm vài người đi quét dọn. Anh hầu phủ đáp vâng, trong lòng nghĩ nhị tiểu thư hung dữ quá. Ngưu Diệu Kỳ nhìn vào gương thầm nghĩ oan trách, vì một con tiện nhân mà làm khó muội ruột của mình. Ngưu Phẩm Ngôn, huynh giỏi lắm. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Trong xe Tiểu Cầu hỏi, chị dâu, bánh nếp này cho tỷ ăn, nghe mẫu hậu nói hôn lễ này rất mất thời gian, chúng ta nên ăn ít đồ lót dạ. Thái tử Phi tay cầm chiếc bánh mỉm cười đáp, từ, ta tự mình đến. Nàng quay sang hỏi Tiểu Cầu, Cửu Nhi, ngươi có biết chị em sinh đôi của Ngưu Tương tướng mạo, phẩm hạnh thế nào không? Theo như trí nhớ của bổn cung, Phương Nhi và Lân Nhi lúc trăng tròn cùng Ngưu Tương đến, nhưng lại nhớ không rõ. Tiểu Cầu vừa ăn vừa hồi ức, cô ấy rất giỏi, là thiên hạ vô địch. Thái tử Phi có chút bất ngờ, thiên hạ vô địch ư? Sao lại thế? Tiểu Cầu đưa ngón tay chỉ lên. Liên Tử Cao nói ai không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, cô ta đã vô địch rồi. Thái tử Phi nghe vậy chỉ biết cười trừ. Lão thái thái nói, thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt con cái đã trưởng thành rồi, ta cũng già rồi, không hữu dụng nữa. Thái tử Phi đáp lại, lời lão thái quân có không ít người ghen tị, ngài có tôn tử Tôn Nhi ngu đô hệ và Tương Nhi hiếu thuận. Tương Nhi đến rồi, những linh đang tỏa ra mùi hương thơm, ngày lành tháng tốt, thủy gia nguyên phục, khí nhĩ ấu trí, thuận nhĩ thành đức, chỉ tử gia tấn, hữu bí kỳ hương. Ngưu Phẩm Ngôn đẩy Ngưu Tương vào trong, giảm ra nhĩ nhục, mỹ thọ vô cương. Thái tử Phi nhẹ nhàng gọi, Tương Nhi lại đây, qua hôm nay con có thể gả đi rồi. Cũng không biết tiểu tử nhà nào may mắn như vậy có thể cưới được Tương Nhi của chúng ta về làm thê tử. Ngưu Tương đỏ mặt nghĩ thầm, e là không phải tiểu tử thối nhà hầu phủ. Thái tử Phi nhẹ nhàng cầm vương miệng lên, Tương Nhi đến hạ đầu, sự thần dĩ hiếu, tiếp hạ dĩ tử, hòa nhu tránh thuận, cung kiệm khiêm mị. Ngưu Tương suy nghĩ, sống hai đời đây là lễ trưởng thành đàng hoàng duy nhất, còn nhớ lễ trưởng thành kiếp trước, một mình trốn ở bên sân thượng của viện uống bia, mà lần này mình có bạn sớm chiều bên cạnh, còn có người nhà yêu thương, còn có người yêu mình thương mình. Ngưu Tương ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh xắn dạng người, bất giật bất kiều, vô bí vô khi, cố hữu thị thức, nhĩ kỳ thủ chi. Thái tử Phi mỉm cười, kết thúc buổi lễ hôm nay là ngày tốt, không thể khóc. Ngưu Tương hành lễ, Thái tử Phi nương nương yêu mến. Ngưu Tương cảm bất chi thừa. Tiểu Cầu bên cạnh lo lắng, bánh hạt sen, hôn lễ là chuyện tốt sao ngươi lại khóc? Ngưu Tương lau nước mắt, ta không khóc, đây gọi là khóc vì sung sướng. Tiểu Cầu ngơ ngác, khóc vì sung sướng? Ngưu Tương đuổi khẽ, chấp sự của ta còn chưa hoàn thành, nhanh qua kia đi. Ngày hôm nay y phục trên người từ bỏ bướng bỉnh, nghi thất nghi ra. Ngưu Diệu Kỳ bước vào, cô ta hành lễ, nghĩ thầm trong lòng, có Thái tử Phi nương nương làm khách, cửu công chúa làm danh dự của ta, xem ngày tháng sau này ai còn dám xem thường ta. Thái tử Phi nhìn Ngưu Diệu Kỳ, nếu như sớm biết nha đầu này tâm địa gian trá thì nói thế nào cũng sẽ không làm chính khách cho cô ta. Người xung quanh bản án, xem ra Thái tử Phi nương nương không kiên nhẫn với Ngưu nhị tiểu thư. Thái tử Phi nương nương đến vì Ngưu Tam tiểu thư, nếu không phải Ngưu nhị tiểu thư vì Ngưu Tam tiểu thư thành hôn cùng ngày thì sao có thể mời Thái tử Phi nương nương chứ? Ngưu Diệu Kỳ vẫn tự tin, mấy người khách quan này đúng là khua môi múa mép, hôm nay cũng chỉ là đố kỵ với ta mà thôi. Ngưu Tương ngồi một bên thầm nghĩ, ngược lại là một người có thể nhịn. A, cô hoảng hốt, không phải chứ, đời trước là vào sinh nhật 15 tuổi thấy kinh lần đầu, đời này lại là lúc này. Tay cô run rẩy ôm bụng, không được, ta không dễ dàng gì mới có lễ trưởng thành, nhất định phải nhịn đến cuối. May mà bây giờ hai chân bị tàn phế, không cần đứng lên tiếp khách, cũng sẽ không có người phát hiện váy của mình bị làm dơ. Cả người cô đổ mồ hôi, huynh đệ cụ tại, dĩ thành quyết đức, hoàng khảo vô cương, thụ thiên vô khánh, thái tử phi đội vương miệng lên cho Ngưu Diệu Kỳ. Mọi người xung quanh bàn tán, vương miệng này mặc dù rất hoa lệ nhưng lại không bằng bông sen vàng lúc nãy của Tam tiểu thư, xem ra nhị tiểu thư quả nhiên là lớn lên bên ngoài, không được sủng bằng Tam tiểu thư, đó là đương nhiên. Ngu Tam tiểu thư hai chân bị phế đó là vì Ngu đô thống, sao nhị tiểu thư có thể sánh được? Ngưu Tương cả người run rẩy, Ngưu Phẩm Ngôn để ý thấy, Tương Nhi không thoải mái sao? Hắn đứng dậy, làm phiền rồi, cơ thể em gái không thích hợp, Ngu mỗ đem cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước, mong các vị lượng thứ. Tiểu Cầu lo lắng hỏi, bánh hạt sen mặt ngươi trắng vậy, là cơ thể không thoải mái sao? Ngưu Tương đáp, chỉ là đau bụng không sao, chúng ta tiếp tục. Ngưu Phẩm Ngôn trực tiếp bế cô lên, đều đã chảy mồ hôi lạnh rồi, còn làm càn. Thái tử phi thấy vậy, tay đưa vương miệng cho Lâm Thị, Tương Nhi sao vậy? Nhanh lấy cái này của bổn dùng, đi mời đại phu. Lâm Thị bất ngờ, a cẩn thận đừng để ngã. Lão phu nhân lo lắng, Tương Nhi sao rồi? Lâm Thị cản lại, mẫu thân dừng bước. Buổi lễ của Kỳ Nhi vẫn chưa kết thúc, chúng ta đều đi rồi, người khác sẽ nhìn cô ấy như thế nào? Lão phu nhân thở dài, này, ai? Ngưu Diệu Kỳ tức đen mặt, sớm không bệnh, muộn không bệnh, đúng lúc ta đội vương miệng lại bệnh. Ngưu Tương ta xem ngươi chính là cố ý. Ngưu Phẩm Ngôn lo lắng hỏi, bụng còn đau không? Đừng sợ, đại phu sắp đến rồi, nằm trên giường nghỉ ngơi trước đi. Ngưu Tương đáp, ta sao bị bệnh? Không cần mời đại phu. Đừng nhố nhác, nhanh nằm xuống. Liễu Lục đã đun vài bình nước nóng rồi, rất ấm. Ngưu Tương nghĩ thầm, huynh thay y phục đòi thư thế ôm ta, ta cũng sẽ không giống như bây giờ không dám ngồi xuống. Ngưu Phẩm Ngôn dỗ dành cô, ngoan mau nằm xuống. Hắn nhìn vệt màu đỏ trên tay áo kinh ngạc. Phẩm Ngôn lo lắng nhìn vào Tương Nhi, cô vẫn ngồi trên lòng Thẩm Ngôn ấp úng mà nói, ta không phải bị bệnh mà là đến kỳ. Mấy nha hoàn vội vã giục nhau, đừng ngốc nữa, nhanh đi lấy vải bông với nước ấm. Phẩm Ngôn nhìn cô đầy ấm áp nghĩ, chả trách muội ấy cứ ôm lấy ta không xuống, thì ra là nguyên nhân này. Lão thiên ban thưởng vậy mà lại để cho ta có thể chứng kiến muội ấy trưởng thành, có duyên phận thân thiết như vậy. Tương Nhi đỏ mặt, khẽ nhíu mày, nghĩ, mặc dù đến kỳ kinh không có gì phải giấu giếm nhưng nói ra trước mặt huynh ấy thật sự rất ngại. Một nha hoàn bê chậu nước lên, nói, tiểu thư vải bông lót xong rồi, nước ấm cũng đến rồi. Tương Nhi nhìn Phẩm Ngôn, huynh đi ra, thả muội xuống. Anh vẫn nhìn cô trìu mến nói, kỳ hành kinh đến là chuyện tốt, không có gì xấu hổ, ca ca ở lại với muội. Sau đó Phẩm Ngôn tiến đến đặt Tương Nhi xuống giường, vuốt vuốt bụng cô. Tương Nhi nói, huynh ở lại thì muội không đau sao? Huynh mau đi về thay y phục đi, đừng để người khác thấy thứ trên tay áo huynh. Nha hoàn bên cạnh nhìn cảnh này mà không nói nên lời, mà nghĩ, y hầu ra càng ngày càng không xem trọng nữa. Người thường thì gặp kỳ kinh nguyệt tránh còn không kịp, ngài ấy lại như không có cảm giác gì cứ như này, không cần biết thơm thối, chỉ cần là của tiểu thư e là hầu ra đều chịu được hết. Rồi nói vọng lên, tiểu thư cần phải lau trước không? Tương Nhi giận dỗi liếc Phẩm Ngôn, anh thấy vậy véo má cô rồi nói, được rồi, Tương Nhi muội cứ rửa mặt chải đầu trước, chút nữa ca ca lại đến. Tương Nhi đỏ mặt, gào lên, nhớ thay y phục nhất định không được để người khác nhìn thấy. Phẩm Ngôn cười đùa, ca ca biết rồi, ha ha ha. Nha hoàn một tay cầm tút vải, một tay cầm cho than đổ vào trong túi. Tương Nhi giật mình nhìn cái túi trên tay cô ấy, hỏi, đợi chút nữa ngươi muốn để ta lót thứ này? Nha hoàn nhìn cô, đúng vậy, mọi người đều dùng thứ này. Tương Nhi thầm trách, ông trời ơi, mấy năm này ta sống uổng phí rồi, vậy mà lại quên mang theo băng vệ sinh thứ thần kỳ đó. Ở bên này, Phùng ma ma đang nói khẽ, lão thái thái, bẩm lão phu nhân, Tam tiểu thư cô ấy. Thái tử phi đang ngồi thưởng trà hỏi, Tương Nhi làm sao? Lão thái thái cười đáp, làm phiền thái tử phi nương nương nhớ đến, nó là đến kỳ rồi. Thái tử phi lại đáp, ngày hôm nay trùng hợp là ngày trưởng thành, lão thái quân nên để cô ấy uống nhiều nước đường, ăn nhiều táo đỏ mới phải. Ngưu Diệu Kỳ kế bên này nghe thấy mà ganh ghét, nghĩ thầm, cái gì mà đến kỳ, ta thấy căn bản là cố ý muốn phá hỏng lễ trưởng thành của ta. Lâm Thị bên cạnh đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ, nói, đưa yến xào cho thái tử phi. Ngưu Diệu Kỳ bưng bát yến lên, đi tới chỗ thái tử phi nói, đã sớm nghe nói thái tử khi thích ăn tổ yến, đây là tổ yến lạnh mà thần đặc biệt sai nhà bếp làm mới, thái tử phi nương nương nếm thử. Thái tử phi thầm nghĩ, đây là không lật đổ được ta nên vội vàng lấy lòng sao? Thái tử phi nói với Ngưu Diệu Kỳ, Ngưu nhị tiểu thư có lòng rồi, chỉ là sau khi bổn cung sinh xong thì không nên ăn mấy thứ đồ ngọt nữa, đặt xuống đây đi. Lâm Thị đến kéo tay áo cô nói, đỡ, các vị phu nhân có thể không biết, lễ trưởng thành này là do một tay Kỳ Nhi nhà chúng tôi sắp xếp, trước kia nó giúp ta sắp xếp hầu phủ, ta chỉ là làm chuyện nhỏ nhặt thôi, không ngờ Kỳ Nhi nhà chúng ta thật sự có thể làm được. Có tiếng xì xào bàn tán, đúng vậy, Ngưu nhị tiểu thư thông minh hơn người, lo liệu một lễ trưởng thành nhỏ nhoi như tự nhiên sẽ là chuyện nhỏ. Ngưu nhị tiểu thư lớn lên ở bên ngoài có thể có bao nhiêu phân lượng còn khó nói. Đứa bé bên cạnh thái tử phi nói, mâu thuẫn, sao lại hết thức ăn rồi, con đói. Lão thái thái nói với gia nhân, chuyện gì vậy, còn không mau đến phòng bếp làm thêm thức ăn, không thể để người ta cười chê hầu phủ chúng ta, cho rằng hầu phủ chúng ta tiếp đãi không chu đáo. Gia nhân cúi mặt nói với bà ấy, bẩm lão phu nhân, Ngưu nhị tiểu thư chỉ mua mỗi chút nguyên liệu kia, Bây giờ phòng bếp đã hết nguyên liệu để làm thức ăn rồi. Lão thái thái nhìn thẳng về phía Ngưu Diệu Kỳ, cô ta có chút hoảng sợ. Ta làm gì, ta cũng không biết mấy người kia có thể ăn nhiều như vậy, mua thiếu thức ăn thì có thể trách ta sao? Bà vẫy vẫy tay, bỏ đi, đi lấy táo đỏ trong vườn nhà ta đến là được rồi, chống đỡ trước đã. Gia nhân đáp lại, vâng ạ. Quay về bên này, Phẩm Ngôn nhìn Tương Nhi đang nằm khó chịu hỏi, bụng còn đau không? Cô đáp, đau giống bị dao đâm vậy. Thẩm Ngôn thương xót nhìn cô, đau như vậy sao? Rồi đưa tay lên xoa xoa bụng, như vậy sao không đau nữa? Nghe đại phu nói có thể xoa xoa để giảm bớt đau đớn. Tương Nhi ngại ngùng nhìn anh, đại nam nhân như huynh hỏi loại chuyện này không cảm thấy mất mặt sao? Anh nghiêm túc đáp lại câu hỏi của cô, chuyện liên quan đến sức khỏe của muội ta có mất mặt cũng không quan trọng. À, muội đeo dây thừng ở lưng làm gì? Tương Nhi quát thầm trong bụng, dây này đương nhiên là để thắt kinh nguyệt, huynh sờ thấy thì cũng thôi đi, còn hỏi ra, đúng là không có giới hạn. Rồi cô lấy tay hất tay anh ra, cần huynh quản à? Huynh mau đi ra. Phẩm Ngôn dịu dàng, được rồi, được rồi, ca ca không hỏi nữa, ca ca tiếp tục xoa cho muội. Tương Nhi nằm thỏa mãn, độ ấm của lòng bàn tay còn thêm xoa bóp đúng là thoải mái. Cô nói với Phẩm Ngôn, nể tình huynh xoa bóp bụng cho muội, muội sẽ không tính toán với huynh nữa. Phẩm Ngôn vui sướng nhấc bổng cô lên, Tương Nhi sao muội lại dễ thương như vậy, ca ca muốn ôm muội được không? Cô giật mình hét lên, a, muội không thể cử động bây giờ. Phẩm Ngôn thắc mắc, sao vậy lại đau à? Không phải là bị chảy ra rồi, ra 360 độ bảo ta dám động sao? Tương Nhi khóc trong lòng. Ngoài cửa có tiếng hét lớn, hầu ra không ổn rồi, chuyện lớn rồi, táo đỏ trong yến tiệc bị người ta hạ độc rồi. Phẩm Ngôn ngạc nhiên quay lại. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.